Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Khanh Channel. Đây là kênh mà Khanh sẽ chia sẻ với các bạn và các anh chị về những cái món phụ kiện hay hay dành cho xe ô tô. Trong video ngày hôm nay thì Khanh sẽ mang tới cho các bạn một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Vietmap, đó là bơm lốp ô tô đa năng. Ở đây Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bơm lốp của Vietmap rồi. Đây là bơm lốp ô tô đa năng, vừa bơm lốp và nó sẽ tích hợp thêm một cái tính năng đặc biệt nữa là kích bình. Ngoài kích bình thì cái bơm lốp này nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa là sạc dự phòng, và thêm một tính năng nữa là một cái đèn pin để giúp cho các bạn và các anh chị chúng ta đi trong cái thời tiết buổi tối ánh sáng kém á các bạn, chúng ta sẽ sử dụng cái đèn pin này để rọi sáng khi mà xe chúng ta gặp sự cố. Rồi ngay bây giờ Khanh cũng sẽ chia sẻ các bạn về cái hộp bên ngoài, cũng như là Khanh sẽ chia sẻ các bạn về cái sản phẩm chính ngày hôm nay. Ở đây thì sẽ có thông tin của hãng và thông tin về cái sản phẩm ở mặt trước của vỏ hộp. Bên hông thì sẽ có một cái hướng dẫn nhanh cho chúng ta về cái việc mà chúng ta kích bình ắc quy như thế nào. Phần phía sau của hộp đó các bạn thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông số kỹ thuật của sản phẩm, dung lượng pin là 12.000 A, cũng như là công suất áp suất bơm nè, dòng khởi động nè, chuẩn sạc đầu ra để cho các bạn và các anh chị chúng ta sạc điện thoại rất là nhanh chóng luôn. Bên cạnh đó thì thời gian sạc của cái cục bơm lốp này lên đến tầm cỡ 4 tiếng là chúng ta sẽ sạc đầy một cái cục bơm lốp này. Ở phía sau thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin của nhà sản xuất đó. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm chính ngày hôm nay đi. Thì khi mà chúng ta đã mở hộp ra thì đây là một cái sản phẩm chính của cái cục bơm lốp đến từ thương hiệu Vietmap như thế này. Phía trước vẫn là một cái logo của Vietmap, hộp ở bên ngoài, hộp đựng bên ngoài rất là chắc chắn nha các bạn. Đây nó sẽ có một cái sợi dây để chúng ta xách như thế này nữa, nó rất là chắc chắn và nhỏ gọn. Các bạn và các anh chị có thể để ở cốp xe để thuận tiện cho cái việc mà chúng ta sử dụng xe thường xuyên đó. Theo cảm quan của Khanh á, thì cái phần hộp bên ngoài Khanh thấy rất là chắc chắn luôn. Rồi Khanh sẽ mở hộp ra cho các bạn xem thử là cái sản phẩm sẽ như thế nào ha. Rồi ở đây, khi mà chúng ta mở cái hộp sản phẩm ra thì bên này nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn, quyển sách hướng dẫn sử dụng của Vietmap. Thì ở trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, thường những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Vietmap á các bạn, tất cả đều là tiếng Việt hết, nên là nó rất là tiện lợi cho các bạn và các anh chị trong cái việc mà chúng ta xem cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm như thế nào. Rồi tiếp theo nữa thì Khanh thấy là ở đây Vietmap họ cũng đã có những cái trang bị rất là chỉnh chu cho khách hàng khi mà sử dụng luôn. Có một cái hướng dẫn sử dụng về cái này là hướng dẫn sử dụng nhanh về bơm lốp nè. Có nghĩa là ngoài cái quyển sách hướng dẫn này á các bạn, thì Vietmap họ có in sẵn một cái hướng dẫn nhanh ở trên cái vỏ hộp luôn, nên là chúng ta sử dụng thao tác rất là dễ dàng. Hướng dẫn nhanh về bơm lốp nè, ở đây nó sẽ có hướng dẫn nhanh cho chúng ta về cái việc mà chúng ta kích bình ắc quy nữa. Thì kích bình ắc quy này, trong những cái trường hợp khi mà các bạn và các anh chị chúng ta đi xa, hoặc là cái xe của mình á, cái bình ắc quy nó mình không biết khi nào nó yếu, có thể là cái bình ắc quy nó sẽ không còn đủ điện để nó tải cho cái máy phát khi mà chúng ta đề cái máy khởi động lên, thì đây sẽ là một cái thiết bị mà Khanh nghĩ rất là cần thiết cho các bạn và các anh chị khi mà chúng ta đi xa, gặp những cái trường hợp mà chúng ta không thể nào biết trước được nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây nó sẽ có những cái món phụ kiện đi kèm với cái máy bơm lốp đa năng này. Sẽ có một cái cổng tai xi dành để mà các bạn và các anh chị chúng ta sạc cho cái cục bơm lốp đó. Tiếp theo nữa là bơm lốp thì chắc chắn sẽ có một cái sợi dây để khi mà các bạn và các anh chị nối vào với cái cục cái máy bơm á, để mà chúng ta bơm lốp. Thì theo như nhà sản xuất họ công bố thì đối với cái cục pin dành để bơm lốp này, các bạn có thể bơm cho xe hơi nè, xe ô tô, xe gắn máy nè. Ngoài ra thì các bạn có thể bơm cho xe đạp nữa, và bơm những cái thiết bị vật dụng ở nhà giống như là banh, phao, rất là nhiều sản phẩm nữa. Ở đây thì một cái cọng dây dành để bơm thì bên ngoài sẽ được bọc một cái lớp vải dù rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Đây là cái vòi bơm nè, đó. Rồi Khanh sẽ để những cái thiết bị, những cái dụng cụ ở đây. Tiếp theo nữa thì đây là một cái bộ dùng để kích bình ắc quy. Thì một xíu nữa Khanh sẽ lấy cái máy bơm ra và Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ cấp cái nguồn vào trong cái bình ắc quy ở vị trí nào. Đó, sẽ có hai cái kẹp như thế này để chúng ta kẹp vào bình ắc quy. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái sản phẩm bơm lốp. Đây,
đây là cái sản phẩm Vietmap 4 trong 1 các bạn. Đó, đây là mặt trên của sản phẩm nè. Rồi, có một cái tông màu là màu xám các bạn, xám đen á, nhìn rất là sang trọng luôn. Và đặc biệt cái cục bơm lốp này rất là nhỏ gọn nên là rất là tiện lợi cho cái việc mà chúng ta để ở trong cốp xe. Đây là phía sau của sản phẩm. Phần phía sau của sản phẩm thì sẽ có những cái thông tin của sản phẩm nè. Ngoài ra thì sẽ có những cái mã QR về cái model của sản phẩm luôn. Đó. Cái phần trên này là cái phần mà chúng ta sẽ sử dụng chính. Ở đây thì nó sẽ có hai cổng các bạn. Đây là cổng tai xi dành để mà các bạn và các anh chị chúng ta sạc cho cái cục bơm lốp này. Và đây là một cái cổng USB để các bạn sử dụng nó thành một cái cục pin dự phòng để chúng ta sạc cho những cái thiết bị giống như là điện thoại hoặc là những thiết bị khác mà sử dụng cái nguồn điện 12V ha. Rồi, còn đây là cái cổng mà để chúng ta sử dụng để kích bình ắc quy cho xe ô tô các bạn. Chúng ta có thể kích bình cho xe ô tô hoặc là xe gắn máy đều được nha. Đây là một cái cổng khi mà chúng ta cấp cái nguồn vào đây. Đó. Đây Khanh sẽ cắm vào thử cho các bạn xem. Khi mà các bạn và các anh chị cắm vào ở đây á, thì nó sẽ hiển thị đèn lên. Ngoài ra thì cái phần ở phía sau này Khanh có thấy là nó sẽ có thêm những cái hướng dẫn sử dụng cho chúng ta biết được là tình trạng của những cái đèn phát sáng ở phía trước á, là từng màu sắc của nó sẽ hiển thị là những cái tính năng gì. Rất là rõ chi tiết ở đây luôn. Tất cả đều là tiếng Việt hết nên là các bạn và các anh chị sử dụng rất là tiện lợi. Đó. Chúng ta chỉ việc cấp vào cái bình ắc quy và chúng ta đề cái bình ắc quy khi mà bình ắc quy của mình nó yếu nha các bạn. Rồi Khanh sẽ mở cái máy lên nè, mở cái máy bơm lên. Khanh giữ khoảng 2 đến 3 giây á thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Nút ký hiệu là một cái bóng đèn nè, chúng ta chỉ việc bấm vào đây để mà chúng ta mở cái đèn khẩn cấp lên. Ví dụ như khi mà trời tối các bạn dùng để bơm lốp á, các bạn bấm lên như thế này thì nó sẽ có 3 chế độ. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm lên thì nó sẽ phát sáng như thế này thôi. Chúng ta sẽ sử dụng giống như một cái đèn pin bình thường. Khi mà các bạn bấm thêm một cái nút nữa thì chế độ SOS nó sẽ nhấp nháy nhưng mà nhấp nháy rất là chậm. Khi mà các bạn bấm thêm một lần nữa thì lúc này cái đèn pin này nó sẽ nhấp nháy liên tục để mà báo hiệu cho những cái xe lưu thông cùng chiều với các bạn và các anh chị á vào buổi tối á, là biết là cái xe mình nó đang gặp vấn đề để cho người ta biết được là người ta sẽ né. Rồi, mình sẽ tắt nó đi. Ở đây thì là một cái cổng dùng để mà các bạn bơm lốp nè, bơm lốp chính nè. Khi mà các bạn và các anh chị muốn bơm lốp á, chúng ta sẽ cắp vào đây. Chúng ta sẽ vặn cho nó cái cọng dây bơm. Rồi, cái đầu còn lại chúng ta sẽ cắp vào trong cái bánh xe để mà chúng ta bơm. Khi mà bơm bánh xe các bạn, chúng ta sẽ set ở đây. Các bạn sẽ bấm cái nút ở bên hông này. Thì cái nút này khi mà chúng ta bấm lên á thì nó sẽ hiển thị cái thông số về không như thế này cho các bạn biết là mình đang bơm. Cái này là mình đang bơm xe hơi nè. Mình bấm một cái nữa là mình sẽ bơm xe máy. Đó. Mình chọn chế độ bơm phù hợp. Đó. Khi mà các bạn giữ cái nút này các bạn cố định luôn á, nó sẽ hiển thị những cái thông số của cái áp suất lốp bên trong xe mà chúng ta muốn set để chúng ta bơm. Ví dụ như là đây là ký hiệu là 3 nè. Thì trên cái xe của mình đó, nó sẽ có những cái thông số, chúng ta sẽ chọn thông số phù hợp. Các bạn bấm giữ nữa thì nó sẽ hiển thị qua cái thông số khác là PSI. Đó. Chúng ta sẽ bấm giữ và nó sẽ hiển thị qua cái thông số là K3. Thì lúc này cái nút cộng và nút trừ nó sẽ thể hiện cho chúng ta cái vấn đề là tăng hoặc là giảm cái áp suất lốp bên trong lốp mà chúng ta muốn bơm là bao nhiêu. Khi mà các bạn và các anh chị đã set xong rồi á thì các bạn chỉ cần bấm cái nút on này. Thì lúc này á là cái bơm lốp nó sẽ tự động nó bơm. Khi nào mà đạt tới cái thông số mà các bạn đã set ngay từ ban đầu thì lúc đó bơm chúng ta nó sẽ tự động ngắt. Các bạn không có cần phải ngồi các bạn canh khi nào nó đầy cho cái lốp mà chúng ta tắt đâu nha. Chúng ta chỉ việc set sẵn và cái máy bơm sẽ sử dụng ghi nhớ và máy bơm sẽ tự động tắt nha. Đó. Thì đây là cái tính năng bơm lốp trên cái máy bơm này. Đó. Tiếp theo nữa thì cái phần phía sau này các bạn, nó sẽ có thêm những cái món phụ kiện đi kèm để mà chúng ta bơm những cái vật liệu khác nữa, những cái thiết bị khác á. Khanh sẽ mở ra và cho các bạn xem. Ở đây khi mà mình mở ra thì ở đây nó sẽ có những cái vòi để mà chúng ta bơm. Chẳng hạn như là cái này là cái vòi bơm bơm banh á, bơm banh và bơm bóng. Còn đây là cái vòi bơm xe gắn máy các bạn. Các bạn mở ra thì các bạn cũng chỉ việc cắp vào đây. Đó, chúng ta cắp vào đây, chúng ta xoay vào đây nè.
Cái đầu này chúng ta sẽ cho vào cái kim của cái van của bánh xe, của xe gắn máy mà chúng ta bơm thôi. Đó, nó rất là tiện lợi và dễ dàng. Thì trên cái bộ này các bạn, nó rất là nhỏ gọn, cũng như là những cái hướng dẫn sử dụng nó được trang bị đầy đủ trên cái thiết bị này luôn, nên là rất là phù hợp cho các bạn và các anh chị, đặc biệt là những chị em phụ nữ. Thì các chị em phụ nữ thường là cái việc mà thay lớp dự phòng rất là khó khăn và gian nan, kể cả Khanh đây, Khanh thai nó cũng rất là vất vả các bạn. Nên là nếu mà mấy chị hay mà sử dụng xe thường xuyên và đặc biệt là đi những cái cung đường xa, thì mấy chị nên trang bị cho mình một cái máy bơm lốp nhỏ gọn và tiện lợi, đặc biệt là dễ sử dụng như thế này. Ngoài ra thì máy bơm lốp này có thêm một tính năng cực kỳ là quan trọng, đó là kích bình ắc quy. Trong những cái trường hợp là bình ắc quy của các bạn và các anh chị không thể mà dùng để đề nổ máy được, nó đã bị yếu bình hoặc là cái bình nó đã bị hư, nó không thể nào mà nó giúp cho mình đề nổ xe được, thì đây là một cái thiết bị rất là cần thiết cho các bạn và các anh chị luôn. Thì nói về sản phẩm của Vietmap và cái bơm lốp 4-in-1 này á, Khanh sẽ để thông tin mua hàng đầy đủ ở bên dưới cái video, cũng như là trên góc của màn hình Khanh sẽ để số hotline mua hàng đặt hàng tại Khanh Channel. Nếu mà các bạn quan tâm về sản phẩm thì hãy gọi ngay cho Khanh để Khanh tư vấn một cái máy phù hợp cho các bạn và các anh chị luôn. Ngoài ra các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những cái video hay hay mà Khanh chia sẻ về những cái món phụ kiện dành cho xe ô tô nha. Đặc biệt thì sản phẩm của Vietmap tại Khanh Channel sẽ được bảo hành cho các bạn và các anh chị lên đến 12 tháng. Nên là các bạn và các anh chị yên tâm và cũng như lựa chọn những cái sản phẩm tại Khanh Channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video tới. Xin chào và hẹn gặp lại.